Hello các chị đẹp nhà mình nha. Em Như đang mặc trên người một mẫu đầm xòe tắm mảnh rất là xịn sò đây ạ. À, mẫu đầm này các chị nhìn thấy tổng đầm á, thì em sẽ phối cho các chị yêu một cái họa tiết chăm bông màu vàng cam rất là style cho mình luôn ha. Cái phần tay cũng có cha bông cho mình nè, và cái phần trên đây nữa đó. Nói chung là mẫu đầm này em phối là nền màu đen và hoa màu vàng cam thì mình mặc lên rất là trắng da và thoải mái dễ chịu, cũng như là che được cái điểm mụn rất là tốt cho mình luôn. Mà sản phẩm đầm em mặc trên người là TTV 1498 các chị yêu nha, thiết kế cổ cung tim, túi thì em may ngay chỗ phần thắt eo luôn để đánh cái eo giả. Bên cạnh đó là sẽ có kết hợp cho mình ba cái band mỗi bên đó, và tạo cái hồng giả cho các chị yêu khi mình mặc lên á, cho cái dáng của mình gọi là giống như đồng hồ khác vậy đó các chị, tạo cái hộp eo nhẹ nhàng cho các chị yêu luôn ha. Chất liệu vải này em may cho các chị yêu là von hàng cao cấp bên ngoài, bên trong có kèm lót không có tông loại một đầy đủ, phía sau dẫn kèm cho mình dây kéo đầy đủ ha. Size số là từ 45kg đến 73kg là mình mặc vừa giúp em Nhi luôn ạ. À, rồi các chị ơi, mẫu em mặc trên người ở tất cả ba chi nhánh ba cửa hàng đều đang có đầy đủ nha. Chi nhánh 87 Quang Trung Gò Vấp, chi nhánh 439 Luyện Văn Bích, huyện Tân Tân Phú, và chi nhánh ở 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bây giờ các chị cần hỗ trợ thì thêm cứ bình luận lên video này để các bạn nhà em sẽ tư vấn và nghe và liên hệ cho các chị yêu liền nha. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.